Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, bên cạnh khởi tố tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng điều tra làm việc với các cá nhân như ekip hỗ trợ kịch bản nội dung cho bà Hằng chửi trên sóng livestream, làm việc với các youtuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng lên sóng, làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội. Nội dung vụ án thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để công kích xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà Hằng không dừng lại mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người.